Em Thủy xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi video của phiên ngày mùng 6 tháng 11. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên chia sẻ các bác nhà mình một số cái mặt hàng phi điệp, mặt hoa để các bác nhà mình siêu tầm và làm giống. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752462 ạ. Số điện thoại em đã kết nối Zalo và có ghi ở trên màn hình rồi các bác nhé. Đây đầu video thì em mời các bác nhà mình ngắm cái bông kiều vuông cánh trắng của Lâm Đồng. Hàng này thì hoa tự nhiên, nó nở ra rất là đẹp luôn các bác ạ. Đang còn nhiều nụ các bác nhé, đang còn 6 cái nụ nữa cơ ạ. Nên là các bác nào mà sưu tầm cái giò này thì bảo em các bác nhé. À thôi, em báo giá luôn ở trên cái video này. Các bác có thể là ưng thì các bác gọi cho em nhé. Nếu như khu vực miền Bắc em có thể là gửi xe đến nơi, các bác nhà mình vẫn có thể là nhắn đến nơi các bác có thể là vẫn ngắm hoa được bình thường các bác ạ. Cái đơn này thì em chia sẻ các bác nhà mình là 1 triệu các bác nhé. Vừa có nụ vừa có hoa, mà lá thì là lá mít luôn. Cây thì là rất là to đẹp, một chậu sum xuê. Hàng một gốc cả nhà mình nhá, hàng một gốc ạ, rất là to luôn. Đấy, hàng một gốc và em đã đặt sang cái chậu này để cho cái rễ của nó đã bám sang được cái chậu gỗ rất là đẹp như thế này rồi. Hàng đang còn nhiều nụ ạ. Em chia sẻ là 1 triệu cho cái chậu này. Tiếp theo bên này thì em sẽ lên những cái dòng phi điệp 5 cánh trắng, hàng cũng có cả phi điệp tím và cũng có cả những cái hàng bình dân để cho các bác nhà mình cùng siêu tầm ạ. Mã này là mã số 1 của em, là lên chia sẻ các bác nhà mình một cái chậu phi điệp tím, hàng rất là nhiều hoa. Riêng cái giống phi điệp tím thì các bác biết rồi, cái dòng mà càng đốt càng dài càng rảo trống như thế này thì hoa của nó lại càng nhiều càng đẹp các bác ạ. Thì em chia sẻ cái mã này với giá là 450.000, gồm có 10 thân các bác nhé. Chậu này nó cũng là hàng trồng lâu năm. Đây này, hàng trồng lâu năm rồi các bác ạ. Các bác nhìn thân lá là các bác biết nhé, hàng khi mà nó ra hoa thì nhiều lắm. Các bác lấy, các bác mua biếu, mua tặng thì đều rất là hợp luôn. Vì có thể là những các bác mà lớn tuổi rồi á, các bác không có thời gian chăm nhiều, nhưng mà các bác lại rất là muốn được siêu tầm những cái chậu hoa nó thật là rực rỡ các bác ạ. 450.000 cho mã số 1 ạ. Kìa, phi điệp tím bình thường thôi các bác nhé, hàng phi điệp tím bình thường thôi ạ. Tiếp theo là mã số 2 ạ. Hả? Cái mã số 2 này em chia sẻ các bác nhà mình là một cái chậu nữ hoàng 28 rất là đẹp luôn. Chậu nữ hoàng 28 của em là gồm có được là 5 thân. 5 thân này thì lá cực kỳ là xếp, riêng cái dòng nữ hoàng các bác biết rồi. Lá xếp, thân thủ đẹp và cái dòng mà đốt ngắn. Cái loại này á, nếu như mà các bác mà chăm á, thì nó cũng rất là to đẹp đấy ạ. Nó rất là to và thân thủ luôn đấy các bác, chứ không phải là bé đâu các bác nhá. Mã số 2 ạ, với giá là 380.000 cho mã số 2, nữ hoàng 28. Tiếp theo là mã số 3 nhé cả nhà mình nhá, cũng là nữ hoàng 28 luôn. Vườn em thì bây giờ cũng chỉ còn có 2 chậu nữ hoàng 28 thôi. Mã số 3, 380.000 nữ hoàng 28 luôn ạ. Cái chậu này thì thân nó dài hơn một chút các bác ạ. 380.000 nữ hoàng 28. Cái loại này thì cái mắt gốc của nó rất là to, hôm sau mà nó ra mầm gốc thì quá là mê luôn các bác ạ. 380 cho mã số 3. Bên này thì em có một số cái chậu hàng 5 cánh trắng Phú Thọ nhá. Cái loại này thì em dựng đứng nó lên cho nó gọn các bác ạ. Thì các bác có thể là để nó nằm xuống cũng được, hoặc là nhà mình vút lên cũng được. Vì vườn em đợt này hết chỗ treo nên là em đang dựng đứng nó lên các bác này. Cây này thì hơi khó quay một chút rồi. Đây, chậu rất là to và sum xuê các bác nhá. To và sum xuê, thân dài lắm đấy ạ. Tính như thế này thôi mà thân nó đang rơi vào tầm khoảng đâu đấy là mét 1, mét 2 đấy cả nhà mình. Nó rất là dài nhá, nó không có ngắn đâu các bác. Và hiện tại là cây này đang có 4 thân ạ. Có 4 thân nha các bác nhá. Cũng rất là tùm luôn. Loại này các bác nhà mình cái hoa Tết là quá hợp lý rồi. Đây ạ. Cái điều quan trọng nhất là nó phải là cái bộ mầm gốc của nó phải khỏe các bác ạ. Và cái tất cả những cái củ gốc của nó này đều nhô lên khỏi giá thể luôn. Sau này các bác nhà mình sẽ được những cái bộ mầm gốc quá là ưng luôn các bác ạ. Cái chậu số 4 ạ. Phú Thọ. Các bác thích buông xuống cũng được, các bác thích vuốt lên như thế này cũng được. Mã số 4, chậu này là 450.000 cho mã số 4 ạ. 450.000 cho mã số 4 Phú Thọ. 4 thân, 450 ạ. Mã số 5, đây này em cũng vuốt lên thôi cho nó gọn. Số 5 ạ, chậu này cũng được 5 thân đấy ạ. Chậu này thì nó hơi bé. Số 5, 5 thân.
Chỗ này em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 280.000 thôi ạ, cho mã số 5. 280.000 cho mã số 5 nhé các bác nhé. 280 cho mã số 5. Đây. Các bác chụp ảnh màn hình lại thì chụp nhá. 280.000 cho mã số 5 gồm có 5 thân. Mã số 6. À đây em treo lên đây, có khi treo lên đây các bác quay nó lại dễ này. Đó. Tiếp theo là mã số 6 ở đây ạ. Cái mã số 6 của em đây là có tổng cả là 5 thân nhá. Mã số 6 5 thân. Thân của nó cũng rất là mập đấy các bác ạ, không có bé đâu ạ. Thân mập mập và lá mít luôn nhé cả nhà. Thân mập và lá mít nhá. Em treo ở đây quay cho nó dễ. Mã số 6. Chỗ này em chia sẻ cho cả nhà mình là 450.000 thôi ạ, cho mã số 6 ạ. 450.000 mã số 6. Em móc ở đây treo cho nó dễ quay chứ cầm nó khó quay. Đây mã số 7 này. Đây. Mã số 7 cái chậu này nó cũng tùm lắm đấy các bác ạ. Quay một chậu nó to lắm. Mã số 7 là gồm có 2 này, 4 và 6 thân cơ ạ. 6 thân tùm lắm. Cái này nếu mà các bác mà không thấy thì có khi phải mai phải ấy thôi. Tùm. Số 7 ạ, chỗ này em chia sẻ là 550 nhá, cho mã số 7. Các bác mà xem không rõ thì nhà mình có thể bảo em chụp ảnh lại cho cả nhà mình xem nhá. Số 7 ạ. 550. Số 8 này, cái con số 8 này đẹp này. Con số 8 này là người ta vuốt nó lên từ trước rồi nên là cái thân của nó sẽ đi sang một hướng. Số 8. Số 8 chỗ này cũng rất là to các bác nhá. Số 8 chỗ này to. Mã số 8 em chia sẻ chỗ này với giá là 450.000 cho mã số 8 3 thân ạ. 450 cho mã số 8. 450 ạ. Đấy, thân rất là to. 450 cho mã số 8. Mã số 9 của em là hôm nay đa số lên Phú Thọ thôi, vì các bác đợt này các bác hỏi Phú Thọ nhiều thì các bác nhà mình làm hoa đấy ạ. Chỉ có một mình Phú Thọ là làm hoa Tết nó mới chuẩn thôi các bác ạ. Tiếp theo là mã số 9 nhá. Chỗ này cũng 450 luôn, cũng 3 thân to lắm các bác ạ. Nhìn như thế này thôi mà toàn thân to vật vã luôn chứ không phải thân bé đâu các bác. Vì cái lô hàng này em lấy thân nó rất là đanh, chủ yếu là lấy để làm hoa Tết các bác ạ. 450 cho mã số 9 luôn ạ. 3 thân ạ, 450 cho mã số 9 luôn cả nhà mình nhá. Mã số 10. Mã này thì em chia sẻ là 1.2 triệu. Con này thì nó dài cả 1.5 m rồi. Con này để em đứng lên cao em quay nhá. Con này phải dài 1.5 m rồi. Thì con này thì nó quá là phi phàm rồi các bác. Nó là một cái chậu tác phẩm to rồi. Đó. Đây ở nhà mình nhá. To lắm, nó dài lắm các bác ạ. Mã số 10 ạ. Chỗ này là 1.2 triệu đi, 1.2 triệu đi, to lắm. Vật vã luôn ấy. 1.2 triệu cho mã số 10. Mã số 11 này, mã số 11 chỗ này em chia sẻ là 800.000 thôi. Con này bán rẻ đi các bác nhà mình sưu tầm về nuôi thêm một tí nữa này. 800.000 cho mã số 11 này. Đó. 800k cho mã số 11 các bác nhá. Đây em đứng lên cao em quay các bác nhà mình xem này. Trời ơi. To đẹp luôn á. Con này thì nó đang có đi ngọn nhiều lắm các bác. 11 là 800.000 các bác nhá. 11 là 800.000. Các bác sưu tầm mặt hàng nào nhà mình liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462 ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của ngày hôm nay ạ.